Mình mới vừa hoàn thành xong cái món chè khoai cánh tiên nè cả nhà. Cả nhà thấy cái màu sắc không? Nhìn rất là hấp dẫn ha. Rồi mình bỏ thêm cái nước cốt dừa, cả nhà thấy như là những cái vân mây gì đó. Ăn rất là béo, là ngon cả nhà. Và ở đây cái độ ngọt của mình á, mình cũng nêm vừa ăn lắm. Mình cũng cho đường vừa thôi chứ không có ngọt ha. Còn bạn nào muốn ăn mà ngọt thêm thì gia giảm theo tùy mỗi gia đình ha cả nhà ha. Đó, cả nhà nấu sao mà để cho cái khoai của mình ăn nó bùi bùi, nó dẻo dẻo. Đậu xanh á, cả nhà thấy không? Mình Chào nấu cả nó tan nhà, chảy. hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cái cách nấu là chè khoai cánh tiên nha cả nhà. Cái khoai cánh tiên á, thường là ở Bình Thuận, Phan Thiết á, nó rất là nhiều ha. Cái món này cũng là đặc sản ở Phan Thiết nè nha. Rồi mình chia sẻ qua cái cách để mà cả nhà nấu sao cho nó nhanh gọn lẹ nó mau nha. Thì khoai bánh tiên ở đây á, khoai cánh tiên ở đây mình lấy là coi như là nửa ký nha cả nhà. Rồi mình gọt vỏ ha, rồi mình rửa sạch, rồi các bạn cắt lẫy lẫy y như là giống là khoai mì như thế này nè ha. Rồi ở đây đường là mình sử dụng là 200 g đường, rồi cả nhà cho mình là nửa muỗng cà phê muối mình bỏ chung vô đây luôn nha. Đó, còn cái đậu xanh này á là mình sử dụng 120 g, thì cả nhà ngâm với nước lạnh bình thường cho mình khoảng nửa tiếng một tiếng gì đó cho nó mềm ha, rồi bắt đầu vo sạch lại để ráo như thế này nha. Rồi ở đây mình sử dụng là tinh hương lá dứa, thì mình sử dụng là một muỗng cà phê thôi nha cả nhà. Có cái này nhưng mà mình chỉ dùng một muỗng cà phê thôi. Rồi các bạn không có cái tinh hương lá dứa thì các bạn có thể lấy cái lá dứa tự nhiên, các bạn xay ra các bạn vắt lấy nước cũng được ha. Đó, mình muốn cái tinh hương lá dứa thì nó có cái màu nó đẹp hơn nha cả nhà. Rồi, thế là nguyên liệu đầy đủ rồi thì mình chuẩn bị vào bếp mình nấu thôi cả nhà. Rất là đơn giản, mau ha. Đó. Rồi đó cả nhà, nấu thì rất đơn giản, cả nhà cho đậu xanh vào xoong ha, cái xoong nước chè đó. Rồi cả nhà cho mình hết cái khoai cánh tiên vào ha. Rồi bắt đầu cả nhà cho nước lọc vô mình nấu thôi. Thì bạn nào có nước giảo dừa thì mình cho, còn không có nước giảo thì các bạn cứ cho nước nước lọc bình thường thôi ha. Thì ở đây mình sử dụng là coi như là với cái lượng khoai và cái lượng đậu như thế này á, thì cả nhà cho mình 1 lít nước nha cả nhà. Đó thì nấu nó sẽ nở ra là vừa nha. Rồi chỉ cần đơn giản là qua bếp mình bắt lên để nó sôi thôi ha. Cả nhà nấu cho mình nửa tiếng nha cả nhà. Thì sau nửa tiếng thì cái đậu và cái khoai của mình nó sẽ chín và nó mềm đó ha. Đó cả nhà, sau nửa tiếng thì cái đậu và cái khoai của mình nó cũng đã mềm chín rồi. Rồi mình cũng mới vừa bỏ vô đây là một muỗng cà phê tinh hương lá dứa đó cả nhà ha. Còn cả nhà không có cái tinh hương lá dứa thì cả nhà cứ bỏ cái nước lá dứa cả nhà ép. Cái này cả nhà vắt cái giấy nước ha. Đó, bỏ tinh hương lá dứa vô thì nó rất là thơm nha, và cái màu sắc của nó cũng rất là đẹp nha cả nhà. Rồi bây giờ mình tiếp nữa là mình bỏ đường ha. Cái chén đường mình chuẩn bị sẵn rồi đó, trong đó là có nửa muỗng cà phê muối luôn đó cả nhà, mình bỏ chung vô luôn đó. Rồi cả nhà đổ chung vô thì khoai ở đây là lúc tới thời điểm này là nó đã mềm rồi nha cả nhà. Khoai và đậu xanh đã mềm rồi, rất là ngon. Tại vì các bạn xử lý mà khoai rồi đậu xanh không có mềm á thì các bạn nấu á, ăn nó sượng sượng, nó không có ngon đâu. Quan trọng là cái công đoạn mình xử lý khoai với lại đậu xanh á, mà thường cái thời gian nấu mình thấy là nửa tiếng là nó đảm bảo là cái khoai với lại cái đậu xanh của mình nó mềm ha. Đó, rồi lâu lâu cả nhà quậy lên để cho nó đều. Rồi cái này là khi bỏ đường ra, cả nhà chủ yếu để cho nó tan đường thôi. Thì khoảng 5 phút nữa là bắt đầu mình cái món chè của mình là xong luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà có thể là mở lửa nhỏ lại để cho khoảng 2-3 phút cũng được. Nói chung là tan đường là được rồi ha. Rồi mình thắng nước cốt dừa nữa là cái món chè của mình là xong nha cả nhà. Rồi, để thắng nước cốt dừa nha cả nhà. Thì nước cốt dừa mình đã nói nhiều trong những clip trước rồi ha. Hôm nay mình chia sẻ lại nha. Thì các bạn có thể sử dụng là 300 ml nước cốt, 100 ml nước giảo, hoặc là các bạn có thể ngon thì các bạn sử dụng luôn nước cốt cũng được, 400 ml nước cốt cũng được. Thì ở đây mình cho vô là 1/4 muỗng cà phê muối và 4 muỗng cà phê đường ha. Rồi với lại là nửa muỗng cà phê bột năng và nửa muỗng cà phê bột gạo nha cả nhà. Rồi cả nhà chỉ việc là cả nhà khuấy lên đều rồi mình bắt lên bếp thôi ha. Bây giờ mình ba bếp mình khuấy nha. Cái nước cốt dừa mình cũng đã hướng dẫn nhiều clip rất là nhiều rồi nha. Rồi khi mà qua bếp nè cả nhà kỳ đầu cứ mở lửa lớn cho mình ha, không có sợ nha. Nhiều bạn thắng nước cốt dừa cứ bỏ lửa nhỏ, tại vì các bạn á, sợ cháy á, hoặc là nó bay hơi, nhưng mà mình nấu rất là mau. Cả nhà tiết kiệm được thời gian, không có nấu lâu đâu ha. Thì cả nhà cho lửa lớn đến khi nó sôi bùng lên là tắt liền, chứ không có gọi là nấu lâu, tại vì nấu lâu nó bay cái nước cốt dừa của mình nó không có còn thơm ngon của cái mùi nước cốt nữa. Đó, rồi cả nhà cứ như vậy nha cả nhà. Rồi khi nó sôi bùm bùp lên rồi là mình tắt bếp liền nha. Rồi cái món chè của mình xong là mình kết hợp nước cốt nữa là bắt đầu mình review ra cho cả nhà xem nha cả nhà. Đó.
Cả nhà mình mới vừa hoàn thành xong cái món chè khoai cánh tiên nè cả nhà. Cả nhà thấy cái màu sắc không? Nhìn rất là hấp dẫn ha. Rồi mình bỏ thêm cái nước cốt dừa, cả nhà thấy như là những cái vân mây gì đó, ăn rất là béo là ngon cả nhà. Và ở đây cái độ ngọt của mình á, mình cũng nêm vừa ăn lắm, mình cũng cho đường vừa thôi chứ không có ngọt ha. Còn bạn nào muốn ăn mà ngọt thêm thì gia giảm theo tùy mỗi gia đình ha cả nhà ha. Đó, cả nhà nấu làm sao mà để cho cái khoai của mình ăn nó bùi bùi, nó dẻo dẻo. Đậu xanh á, cả nhà thấy không, mình nấu nó tan chảy hết luôn nè. Nhưng mà cả nhà thấy á, nó còn nóng như vậy đó, chứ để nguội lại cả nhà. Nó đặt á, rồi mình để trong cái ngăn mát tủ lạnh mình ăn dần dần cũng được, rất là ngon ha. Nó giống tự tựa như chè khoai môn, nhưng mà chè khoai môn thì nó thơm ngon theo cái cách của chè khoai môn, còn khoai cánh tiên thì nó sẽ thơm ngon theo cách của khoai cánh tiên nha cả nhà. Mỗi loại nó có mỗi cái hương vị khác nhau, rất là ngon dẻo thơm luôn cả nhà. Cái này để mát ăn, để trong ngăn mát á, nó nguội, để trong ngăn mát ăn rất là bá cháy luôn nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ giùm ha. Đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha. Cả nhà đăng ký kênh để không có bỏ lỡ những video mới. Mình có cái kiến thức gì về ẩm thực mình sẽ chia sẻ với cả nhà hết, để ai cũng có thể nấu được những món ăn ngon. Công thức thì rất là đơn giản và cách nấu thì nhanh gọn lẹ. Cả nhà thấy mình nấu rồi đó ha. Chúc cả nhà ngon miệng, có những cái buổi họp sum họp bên gia đình với những cái chén chè thật là ấm cúng cái tình quê hương nha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.